Xin chào Trung. Hello, em chào anh Thưa Quang, chào cô chú anh chị đang theo dõi trên diễn đàn. Có vấn đề này này Trung, có vấn đề Trung. Cái đoạn clip mà Quang Lâm chia sẻ chúng ta thấy rất là rõ ràng đúng không ạ? Đó là Nguyễn Văn Đài thì đại diện cho gọi là gì? Luật sư nhân quyền. Đúng không? Luật sư nhân quyền. Mà cái hành động của Nguyễn Văn Đài khi mà xử sự với ông Ngô Kỷ ở trên sóng livestream á, có nghĩa là công khai toàn cầu rồi đúng không? Thì theo Trung, cái sự nhân quyền nó có hay không? Rõ ràng đúng không ạ? Mà trong khi một người cho rằng là đại diện của luật cái nhân quyền gì đó để đi gọi là mang chua đi đánh xứ người, hay chúng ta anh em chúng ta hay nói là cái công du trong mặt kép á, để nhằm gọi là thâu tóm thiên hạ đó, mà cái hành động đó nó biểu hiện cho hành động gì? Nó có phải trái ngược với vấn đề mà hắn ta gắn cái mác là luật sư nhân quyền không? Theo tôi trông thấy cái hành động đó là như thế nào? Thì theo em nghĩ là cái góc độ mà nhìn nhận về khái niệm nhân quyền thì nó cũng dễ đọc thôi, chúng ta tìm hiểu thì nó cũng dễ thôi, nó không phải là có. Thế nhưng ở đây chúng ta nhìn nhận một khía cạnh như thế này. Anh công nhận, anh và mọi người cũng công nhận với em một điều là ở pháp luật ở bất kỳ một quốc gia nào thì người ta đều có cái quy định bảo vệ về tính mạng, sức khỏe của một người dân, công dân bình thường, đúng không ạ? Thậm chí là không những công dân của nước mình mà còn các công dân của các cái quốc gia khác sang đất nước mình làm việc, sinh sống, học tập hay là công tác vân vân cả, thì người ta đều được cái pháp luật của quốc gia đó người ta bảo vệ về tự do tính mạng này, tự do sức khỏe và tự do thân thể, đúng không ạ? Thế thì có nghĩa là anh không có quyền tác động vào thân thể tôi một cách bất hợp pháp, dù là vô tình hay cố ý. Nếu như mà vô tình đó thì có thể là chúng ta vô tình đi ngoài đường chúng ta va chạm nhau thì chúng ta có thể xin lỗi nhau, cái chuyện đó nó hết sức bình thường. Nhưng đây là có cái sự chủ đích, đúng không ạ? Có sự chủ định và có mục đích. Thế thì cái việc tác động đó nó đương nhiên là gì? Là động chạm với thân thể của Ngô Kỷ rồi. Nguyễn Văn Đài là động chạm với thân thể của Ngô Kỷ rồi, đúng không ạ? Đó là nó thể hiện một cái góc độ mà về mặt pháp luật thì chúng ta thấy nó không phù hợp rồi. Về góc độ đạo đức thì nó cũng không không được rồi, đạo đức cũng không được và pháp luật cũng không đúng. Thế thì tự hỏi nó là nhân quyền cái gì? Mà đấu tranh cho nhân quyền thì đấu tranh cho cái quyền gì? Nhân quyền thì nhiều lắm, nhân quyền thì rất nhiều. Bản thân những người dân Đức bây giờ đấy, bây giờ người ta đang biểu tình loạn lên về 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 cái hóa Năng đơn lượng. năng lượng đấy, thì đấy có phải là người ta đang bị vi phạm nhân quyền không? Quyền người ta là được hưởng mà, người ta được có tiền đúng không? Người ta làm ra tiền thì người ta có quyền được hưởng là về cái giá năng lượng hợp lý. Đặc biệt là mùa đông sắp tới người ta được hưởng một cái môi trường ấm cúng của gia đình. Nhưng hiện nay là đứng trước cái nguy cơ là khả năng rất cao là gì? Là lại phải trải qua cái mùa đông lạnh giá. Cái đấy có phải là vi phạm nhân quyền không? Thế Nguyễn Văn Đài đã đấu tranh chưa? Bây giờ đang là công dân của Đức đấy, cũng chả biết công dân của Đức hay không, nhưng đang sống ở Đức đấy. Đã từng đấu tranh cho người Đức nào chưa, đúng không ạ? Hay là thôi nói nhỏ thôi, đã từng đấu tranh cho người Việt nào mà bị thiệt thòi ở Đức chưa? Đúng. Đấy, mà đi lên rao giảng là đấu tranh cho nhân quyền, đấu tranh đi nhân quyền mà đống Ngô Kỷ thùng thụp. Thế may ông Ngô Kỷ ông còn sức khỏe ăn tốt đấy, chứ ông có tuổi rồi ông lăn đùng ra đấy thì cũng khéo với một đài cái này sổ khám lần nữa Hoặc ở là Mỹ gãy rồi xương tay đúng không? Lỡ mà gãy đấy. xương mu bàn tay hay gãy xương tay cũng mệt. Nhưng mà qua cái vấn đề đó, chúng ta sẽ thấy thêm một cái nữa chung. Một cái nữa là gì? Tức là cái live trước Trung và mọi người cũng từng nói và mọi người cũng thừa thừa nhận với nhau, Nguyễn Văn Đài chẳng có luật sư gì cả, và cái trình độ luật sư thật sự là không có. Và đến cái ngày hôm nay qua đoạn clip đó, chúng ta càng khẳng định chắc chắn rằng cái trình độ luật sư Nguyễn Văn Đài hoàn toàn không có. Bởi vì sao? Cái hành động mà ông ta đánh vào tay Ngô Kỷ á, nó biểu hiện cho vấn đề gì? Là một kẻ bất lực trí tuệ. Chung với mọi người công nhận không? Có nghĩa rằng tự nhiên anh đang hội luận, anh đang tranh cãi, cho là tranh cãi đi. Có nghĩa là luật sư tranh cãi với một người nào đó. Anh tranh cãi không lại, anh bí lối, anh bế tắc.
anh bất lực về ngôn ngữ, bất lực về gọi là văn phong, thì anh lại có hành động gọi là tác động vật lý lên đối phương. Rõ ràng chưa? Thì rõ ràng làm gì có cái khái niệm, có cái vấn đề là gọi Nguyễn Văn Đài có cái trình luật sư nằm ở đây. Đường đường là một luật sư mà, gắn mác một luật sư mà, tại sao mà có một cái hành vi như vậy, đúng không? Chúng thấy thế nào? Thì rất rõ ràng anh, thì lúc nãy em có nói là gì, nó cùn về lý luận thì nó mới sử dụng cái bạo lực mà, đúng không ạ? Thế thì ở đây là chúng ta nhìn nhận là này, bạo lực ở đây nó có nhiều kiểu, đúng không ạ? Nhiều kiểu, nhưng về hình thức đó là bạo lực, là bạo lực thiếu văn hóa. Bởi vì bản thân mình lên trên mạng xã hội và được rất nhiều kẻ tung hê, đúng không? Báo cáo luật sư Đài đấy, kính thưa luật sư Đài, thế mà luật sư Đài lại đi đấm một công dân khác ngay trên sóng livestream, ngay trên sóng livestream. Thế tự hỏi là cái trí tuệ về luật của anh ở đâu, Đúng rồi. trí tuệ học thức của anh được học về luật ở đâu? Ít nhất sang Đức hay là sang Mỹ thì cũng phải chấp hành theo pháp luật của Mỹ hoặc của Đức, đúng không ạ? Cái điều tối thiểu anh phải biết là anh mà tác động vật lý, hay là chúng ta nói cụ thể là đánh người ta đấy, là sai. Ở quốc gia nào chả sai, chả có quốc gia nào Rồi. mà cho phép anh tự nhiên anh đánh người ta cả. Thế thì khi mà tranh luận hay hội luận hay là tranh cãi một vấn đề gì đó chẳng hạn, thì chúng ta phải dùng trí tuệ hay là những cái bằng chứng lịch sử hay là những cái số liệu cụ thể để chúng ta dẫn chứng và chứng minh cho điều mình nói nó là hợp tình hợp lý và nó có cơ sở khoa học, thậm chí là đưa ra một số cái như kiểu là các cái học thuyết hay là những cái công thức toán học hóa học đã được các nhà khoa học người ta chứng minh đó là đúng, chứ không phải là sử dụng cái việc là đấm Ngô Kỷ để mà thể hiện rằng là mình nói đúng, đúng không ạ? Đúng Hai rồi, anh chính tranh xác. luận thì ai ai cũng có quyền để nói cả. Thế thì ngày hôm nay cái việc đó đó thì em đánh giá rồi. Bản thân Nguyễn Văn Đài ấy, thì xưng là luật sư, nhưng mà ít nhất là 2 lần đã vi phạm pháp luật rồi. Đấy, thì ngày hôm nay cái việc tranh cãi với Ngô Kỷ nó không có đảm bảo được cái yếu tố là thể hiện mình là người có học, có nhận thức. Thì nó phản ánh, nó thực tế, nó rất là khách quan con người Nguyễn Văn Đài, bản chất của Nguyễn Văn Đài là như thế nào. Dĩ nhiên bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải đặt cái dấu hỏi, đó là nếu như thà như là một cái người mà như Ngô Kỷ chẳng hạn, mấy chục năm nay rồi, hay Nguyễn Tấn Lạc, hay là các cái thành phần như Hoàng Cơ Định, Hoàng Cơ Minh, các thứ đấy đấy, các thành phần đấy là những cái thành phần cốt cán, là những cái thành phần gốc gác, hay là kể cả như Đào Quân Que cũng thế, là gốc gác ngày xưa đã từng tham gia vào chính quyền hoặc là quân đội của Ngụy Việt Nam Cộng Hòa đó. Thì người ta đi, người ta làm những cái việc đó thì theo em nghĩ nó hết sức bình thường, bởi vì cái lòng thù hận bao nhiêu năm nay. Tên Nguyễn Văn Đài ấy, nó chả liên quan gì, Trương Quốc Huy nó cũng chả liên quan gì, thậm chí Nguyễn Văn Hải hay là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay là Nga Phủ Lý, thậm chí là như cái Tạ Phong Tần, tất cả những cái đối tượng đấy nó chả liên quan gì cả. Đấy, Đúng rồi. để mà đưa ra để mà đấu tranh hay là để thế này thế nọ, để tôn thờ cái lá cờ vàng, nó là rất là vô lý. Rồi đến một ngày đẹp trời nào đó, đùng một cái Nguyễn Văn Đài quay đầu thì sao, đúng không ạ? Thì lúc đó có phải là phản ứng của ông Ngô Kỷ ngày mai các em thấy là hợp lý, bởi vì ông có quyền đặt ra cái giả thuyết là Nguyễn Văn Đài là kẻ không trung thực, nó thể hiện qua cái hành động như vậy, đúng không ạ? Thế nên là nó Rồi. không trung thực. Nếu mà con người mà có ăn có học thì không ai cư xử cho Nguyễn Văn Đài. Đành rằng ông Ngô Kỷ ông có già mồm một tí, thế nhưng mà khi trong tranh luận mà thì nó không thể tránh khỏi cái vấn đề cao trào. Thế nhưng đã sử dụng đến cái vấn đề mà tác động như vậy là chúng ta thấy rồi, chả có học luật gì đâu, nó như kẻ mà thất học thôi thì nó mới có những cái hành động như vậy. Thì ai nghe, đúng không? Ai tôn thờ Nguyễn Văn Đài hay là Ngô Kỷ đó là việc của mỗi người. Thế nhưng mà chúng ta nên đặt cái tri thức của mình vào đúng chỗ,
không thiếu gì các nhà khoa học, đúng không ạ? Không thiếu gì các y bác sĩ, không thiếu gì các nhà văn, nhà thơ, các nhà vật lý hóa học nổi tiếng trên thế giới này để chúng ta đặt niềm tin vào, để chúng ta tiếp nhận, đúng không ạ? Học hỏi cái trí tuệ văn minh để mà chúng ta nâng được cái khả năng nhận thức của mình lên, mà lại đi đặt vào những cái thành phần đó, đặt vào những cái thành phần gọi là vi phạm pháp luật, đặt vào những thành phần trộm gà nghiện hút, đúng không ạ? Đặt vào những cái thành phần nó gốc gác xuất thân, nguồn gốc của nó không rõ ràng, thì cái điều đó nó cũng là một cái điều mà em thấy nó đáng tiếc, đáng tiếc cho nhiều người, đặc biệt là đáng tiếc cho những cái kẻ mà từ xưa đến nay luôn lấy cái cụm từ là tổ quốc, danh dự, trách nhiệm đặt ra hàng đầu, Đúng để lấy cái câu từ đó lại đi tuyên truyền này tuyên truyền nọ, làm những cái việc này việc kia, và cái kết vẫn là quyên góp này quyên góp nọ, sau đó là ăn tư ăn túi với nhau như thế nào đó, có bầu bán tổ chức gì thì cũng là cái gia đình dòng họ quản lý đó. Cái điều đó là chúng ta thấy nó rất là rõ qua mấy chục năm, thì em thấy thời gian gần đây cũng có mấy cái điều đáng mừng, đó là cộng đồng người Việt ở chúng ta mà sang Mỹ sau năm 1975 đó, thì cũng rất nhiều người, người ta đã nhận ra được cái bản chất của những cái thành phần này, và đặc biệt là ngày hôm nay đó, người ta sống ở Mỹ lâu và các quốc gia khác người ta sống lâu rồi, thế người ta cũng am hiểu về mặt pháp luật, thế nên là các cái đối tượng đấy nó không còn cù nhầy chí phèo như ngày xưa để quyên góp nữa, thì cái điều đấy nó rất là đáng mừng. Và cũng hy vọng là càng ngày, đúng không ạ, mọi người càng tìm hiểu đấy, càng tìm hiểu thêm các thông tin đa chiều này, rồi càng tham gia các cái buổi mà có thể nghe hoặc có thể trực tiếp trao đổi để chúng ta làm rõ thêm nhiều vấn đề, để chúng ta thấy rõ được cái bản chất của những cái thành phần mà nó hô hào đấy, nó đấu tranh nó như thế nào. Đấy, bản thân nó bây giờ chúng ta phải hiểu này, nó mong cho Việt Nam giàu có thì bản thân nó đã giàu có hay chưa, thì chúng ta đặt với những câu hỏi như vậy thì chúng ta thấy ngay là chúng ta có đặt niềm tin đúng chỗ hay không. Chứ còn đất nước chúng ta ngày nay đang yên bình và phát triển như này, thì xin thưa với anh với tất cả mọi cô chú anh chị, chả ai người ta mong muốn là xảy ra như Ukraine đâu, đúng không ạ? Thế nên là những cái thành phần mà chỉ cần manh mún thôi, manh mún thôi là người dân người ta lập tức người ta sẽ nhẹ thì người ta tố cáo, nặng có khi người ta còn còn biết mà thậm chí người ta còn bắt được nữa thì người ta cũng giao nộp cho cơ quan chức năng thôi. Đấy, ở Việt Nam chúng ta rất hay ở chỗ người dân rất là hay, rất là tuyệt vời. Đấy, với cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thì những cái đối tượng này sớm hay muộn là cũng sẽ lòi cái bản chất ra, mà cũng không qua mắt được người dân và cơ quan chức năng đâu. Thế nên là ngày hôm nay cái cuộc sống ở bên các nước đấy nó khó khăn như vậy, thế nên nó tổ chức các cái buổi như này mục đích để kiếm tiền thôi mà, nó cũng chả có gì khác đâu. Thế nên là nếu mà chúng ta nghe, ok, các bạn cô chú anh chị nghe nghe để chúng ta thấy được cái bản chất những thành phần này như thế nào, chứ không phải chúng ta nghe để chúng ta tin, bởi vì bản thân hai bàn tay trắng thì chúng ta lấy cái gì để mà tin. Bản thân mình bây giờ đang có nhà cửa yên ấm, gia đình hạnh phúc, đúng không ạ, sống trong môi trường hòa bình đấy, mùa đông ở Việt Nam chúng ta thì không đến mức phải thế này thế nọ, đúng không? Thế thì tại sao chúng ta lại phải tự đưa mình vào cái hoàn cảnh khổ cực làm cái gì? Người dân người ta thừa hiểu điều đó chứ. Đấy, và cái điều này nó rất là đáng mừng. Mình dẫn chứng đơn giản thôi chú, không anh nói cụ thể như thế này nè, chú Phong Nguyễn Trung cũng biết đúng không, anh Trương Toàn Yến Trung mà mọi người cũng biết đúng không, ông cầm ông về lâu thì chúng ta không nói rồi. Những người đó đó đó, cụ thể như chú Phong đi từ Nam ra Bắc, nói chính xác luôn là từ Nha Trang, Đà Nẵng, rồi hiện tại đang ở khu vực ngoài Hà Sapa gì Giang đó đúng không, à, Hà đấy. Giang Sapa đó đó. Và suốt cái chặng đường chú Phong đi á, thì chú Phong luôn review lại những cái cảnh sinh hoạt của người dân. Rõ ràng chưa? Từ cụ thể nha, những buổi sáng tập thể dục, những chú, những cô từ U60 trở lên ra tập thể dục và thậm chí là rất vô tư nhảy đầm nhảy múa với nhau. Hoặc là anh Trương Toàn Yến là ra đi quay những cái cảnh là ở phố đi bộ ngoài Hà Nội, đời sống người dân sinh hoạt nó rất là bình yên và yên ả. Thì xin hỏi mọi người nhé, các quốc gia khác nhìn vào như vậy họ thèm không, những người dân á, những người dân các quốc gia khác họ thèm không? Thèm chứ,
họ rất thèm khát cái cuộc sống như vậy, nó bình yên, nó yên ả, nó trôi qua thôi, cứ sáng đi làm, tối về là hưởng cái gì đó của riêng mình, ai thích nhảy đầm, ai thích đi cà phê thì cà phê. Thì xin hỏi mọi người, cái điều đó từ đâu mà có? Rõ ràng chưa? Từ đâu mà có? Bây giờ các quốc gia gọi là như là ở châu Âu, các nước gọi là kinh tế vững mạnh đó, hoặc là nước Mỹ đó, người dân họ có được những cảnh như vậy không? Hoặc là ngay cả bản thân chú Phong hay chú Cầm hay anh Trương Toàn Yến khi về lại, đi về lại nước Đức, nước Mỹ đó, có được trải nghiệm những cái cuộc sống nó giống như vậy không? Đúng không ạ? Cho nên nếu người dân chúng ta mà có một cái nhìn nhận nó chín chắn á, chúng ta phải hiểu Việt Nam công nhận là chưa giàu bằng các nước lớn, nhưng phải nói một cách Việt Nam là nơi đáng sống, rất đáng sống. Cảm ơn Ngọc Lan. Đó, muốn cái gì nữa? Còn rõ ràng những thành phần chống phá họ luôn luôn tìm mọi cái ý đồ để họ chọc máy, giống như Trung phân tích nãy giờ rất là rõ rồi. Bản thân cho họ, họ cũng chẳng được cái gì, họ chỉ là một cái quân cờ của những cái thế lực nào đó điều khiển họ thôi. Và cái vì cái miếng cơm rẻ rúng đó, họ sẵn sàng bán cái lương tâm của mình để đi làm cái con cờ cho ngoại bang. Quay lại cái câu chuyện Nguyễn Văn Đài thì Trung thấy rõ, rất là rõ. Quang Lâm nói Nguyễn Văn Đài là một kẻ mất dạy cũng không sai đâu, không sai chút xíu nào. Bởi vì rõ ràng như nãy nói đó, chúng ta cũng thừa hiểu là Nguyễn Văn Đài đi qua Mỹ với tư cách gì và với cái ý đồ gì thì chắc mọi người cũng nhìn ra, đúng chưa? Thì một người đi khai dân trí, gọi là đi làm một cái công việc gì đó, lại có những hành xử một cách gọi là bất lực trí tuệ như vậy. Xin hỏi nha, chỉ có cái chuyện đơn giản thôi, đối thoại với một người thôi mà hắn ta không vượt qua được áp lực để dẫn đến hành động là tác động vật lý lên ông Ngô Kỳ, thì nếu nếu những cái chuyện khác to hơn một tí xíu thôi thì hắn ta có vượt qua được hay không? Vậy cuối cùng hắn ta đại diện cho ai, đại diện cho cái gì? Và cái vai trò luật sư nó nằm ở đâu? Rõ ràng nó là như vậy. Ok, xin mời Trung. Dạ, ok anh. Thì cái góc độ vừa nãy giờ em có trao đổi đấy, thì rất rõ ràng rồi. Chỉ là một cuộc tranh luận rất là bình thường, đúng không ạ? Một cuộc tranh luận rất là bình thường thôi. Thế nhưng mà cái áp lực, đúng ạ, cái áp lực và thậm chí là cái sự mà để mà lôi kéo, thu hút hay là để đưa ra những cái lý lẽ nó thuyết phục người nghe, nó đã một người nó đã không làm được rồi, thì chắc chắn là cái việc đó nó không có khả năng, con người đó không có khả năng. Bảo mất dạy cũng đúng, mà bảo là được dạy nhưng quên mất mình đã được dạy thì cũng đúng. Đấy, chỉ có những kẻ như vậy đó thì nó mới có những cái hành động như vậy. Và cũng chính vì cái hành động đó, và cũng nhờ vào cái hành động đó, thì mọi người có thể nhìn một cách nó rõ ràng hơn, nó khách quan hơn, nó thực tế hơn về những thành phần luôn hô hào đấu tranh này, đấu tranh kia. Chứ còn rất rõ ràng thì anh có chia sẻ hiện nay thì không phải là riêng ai cả. Thực tế là chúng ta theo dõi trên không gian mạng, rất nhiều cô chú bác anh chị ở các nước như Mỹ hay là Đức hay là các nước khác hiện nay cũng đang ở Việt Nam về thăm quê hương rất là nhiều. Thì chúng ta thử hỏi là về quê hương đất nước là chúng ta có quê quán này, đúng không ạ, có làng quê đấy, có thôn xóm, có đồng hương, có anh em bạn bè, có là nơi chôn rau cắt rốn, thì bao giờ cái không khí nó cũng sẽ khác hơn rất là nhiều. Và khi trong quá trình đó là chúng ta nghỉ ngơi, thăm thú danh lam thắng cảnh hay là các di tích lịch sử, để chúng ta có thể cảm nhận được cái tình yêu quê hương đất nước,
thì làm gì còn cái gì hơn nữa. Khi sang các nước thì bắt đầu anh quay lại cái guồng quay, cái guồng máy của cái sinh hoạt ở các cái nước đó, thì rõ ràng nó không thể được như ở Việt Nam, chắc chắn cái điều đó là chắc chắn. Muốn nói gì thì nói, thứ nhất là ở bên đó thì làm gì có cái kiểu như ở Việt Nam chúng ta được, thậm chí có cách cả hàng chục km mới có được một cái nhà người Việt chẳng hạn. Thế thì lấy đâu ra, đúng không ạ, lấy đâu ra đồng hương bản quán, rồi chưa kể là về văn hóa phong tục tập quán nó khác nhau hoàn toàn, về pháp luật cũng vậy. Thế thì khi mà chúng ta nghe rất nhiều cô chú anh chị chia sẻ ở Việt Nam thì đao to búa lớn thế thôi, nhưng sang các cái nước khác đó, thì ngoan lắm đấy, các cháu ngoan lắm, riêng các cháu ở nhà đấy, thì cãi lời cha mẹ, nhưng các cháu ra đường đấy, và nó vác chuông lên sang xứ người đấy, chả biết đánh được ai hay chưa. Thế nhưng mà các cháu cực kỳ ngoan, chưa được học cũng ngoan, mà được học thì cũng càng ngoan nữa. Đấy là chúng ta thấy ngay thôi, nó cứ hô hào này hô hào nọ đấy, có bao giờ chúng ta thấy nó xuống đường nó bảo vệ cho người 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 gốc Việt chúng ta bao giờ đâu, đúng không ạ? Chả bao giờ cả, chưa bao giờ dám làm cái việc đó, mà trong khi đó là sống ở một nước tự do dân chủ nhân quyền đấy, những cái nước mà thuộc dạng là nhất top đầu thế giới này, và bản thân chúng nó cũng biết thừa cái điều là tại sao các cái tổ chức phi chính phủ hay là nhân quyền này nhân quyền kia có bao giờ nó dám lên tiếng về thực tế hiện nay ở Mỹ, ở Anh, ở Pháp, ở Úc, ở Bỉ, ở Canada hay các nước khác đâu, mà nó lại cứ chăm chăm vào một số nước, đúng không ạ? Thì cái điều đó nó rất là rõ ràng, đó là những cái tổ chức mà được nuôi dưỡng bao bọc để gì, để phục vụ cho lợi ích của các cái quốc gia đó, không riêng gì các nước mà theo chế độ xã hội chủ nghĩa, kể cả các nước khác, thì nó vẫn cứ can thiệp hàng ngày hàng giờ để nó gì, nó tạo ra các cái bước đệm, và hiện nay chúng ta thấy thôi, ngoài vấn đề và bước đệm ở khu vực châu Âu có tổ chức NATO các thứ ra, thì hiện nay cái chiến lược gọi là xoay trục châu Á cũng vậy, nó cũng vì mục đích cả thôi, lợi ích quốc gia cả thôi, chứ làm Đúng gì rồi. ai cho không ai cái gì. Nếu mà cho không thì Nguyễn Văn Đài không phải được rửa đi rửa chén để kiếm từng 3.000 một tháng một, đúng không ạ, cũng chả phải lặn lội sang Mỹ để mà gọi là đóng một cái diễn viên giống như kiểu mà Zelensky trong bộ phim mà Người đầy tớ của nhân dân đấy. Thế nhưng mà ít nhất thì Zelensky thì còn đóng tròn vai, chứ còn Nguyễn Văn Đài thì không có tác dụng. Thế thì những cái quân cờ này đó thì vẫn còn được các tổ chức chống nhà nước Việt Nam chúng ta nó sẽ còn sử dụng, thậm chí nó còn chiêu mộ thêm một số thành phần cơ hội bất mãn chính trị trong nước nữa, để mà gì, để tạo ra một cái lực lượng, thậm chí là tạo ra một cái quyền lực xã hội dân sự mềm, gọi là quyền lực mềm đấy, các cái tổ chức xã hội dân sự nhằm mục đích chống phá nhà nước. Thế nhưng mà để mà đạt được cái mục đích đó nó cực kỳ khó, nó khó từ nhiều khía cạnh, và bản bản thân đúng không ạ, bản thân và bản chất của chính trị là bao giờ cũng có thủ đoạn, và cái việc mà chúng nó bị lợi dụng đến ngày hôm nay, thử hỏi bây giờ đến ngày hôm nay Nguyễn Văn Đài có biết mình bị lợi dụng hay không, thì biết chắc chắn là Nguyễn Văn Đài Biết nào biết. Thế nhưng tại sao không thể trượt ra khỏi cái bánh răng đó được, bởi vì khi trượt ra khỏi cái bánh răng đó thì chúng ta nhìn chúng ta sẽ thấy thôi, rất may là bây giờ nó còn đỡ, như ngày xưa đó ông Đạm Phong ấy, đúng không ạ, là một tấm gương điển hình đấy. Đấy, chứ không phải là chúng ta nghĩ đơn giản, và các tổ chức khủng bố đó với cái tên gọi khủng bố không bao giờ sai, nó thể hiện cái bản chất côn đồ hung hãn, đúng không ạ, bất chấp tính mạng của đúng nhân dân, tài sản của nhà nước và của công dân, nó thực mục đích của nó để nó đạt được, thì Nguyễn Văn Đài cũng vậy thôi, và Ngô Kỳ cũng vậy thôi, và những thành phần khác cũng vậy, kể cả Phạm Thị Đoan Trang hay Trịnh Bá Tư cũng vậy thôi. Đấy, khi ở trong nước thì còn thế này thế nọ, nhưng khi sang các nước đó rồi đó thì hết giá trị lợi dụng, và đối với những cái thành phần với bản chất như vậy đó thì nó sẽ gì, vắt chanh bỏ vỏ, thì lúc đó sang đó thì lại giống như kiểu như Bạch Hồng Quyền đó, cũng phải cặm cụi đúng không ạ, cũng phải cày cục như trâu như bò để mà kiếm sống thôi, lúc đó làm gì còn giá trị gì nữa, đó chẳng qua cày cú rồi lên viết mấy cái bài
xuyên tạc này kia thì nó giải quyết vấn đề gì. Và mỗi một lần như vậy là bị người dân trong nước người ta đọc được, hoặc thậm chí các cái Việt kiều người ta sống thực tế ở các quốc gia đó, người ta lên người ta phản bác đó. Nó giấu mặt vào đâu, đúng không ạ? Đã thấp kém về trí tuệ, về nhận thức rồi, còn để bị lợi dụng, mà biết bị lợi dụng rồi mà không tránh được đó, thì đó là một cái sự rất là đáng tiếc, theo em nghĩ rất là đáng tiếc. Và cái điều này đó là nó diễn ra là do chính những cái đối tượng này nó lựa chọn con đường đó. Thế nên ngày hôm nay dù sướng dù khổ cũng chả đứa nào dám kêu, đúng không ạ? Chứ còn thực tế hiện nay xã hội thì chúng ta không phải là chúng ta không biết đấy, các cái hình ảnh của các nước, mặc dù chúng ta chưa đi nhưng mà qua các nguồn thông tin có thể chúng ta tìm hiểu, nó vẫn biết nó đang diễn ra một vài. Dĩ nhiên nó không thể bằng những người mà đang sống trực tiếp ở các quốc gia đó, mà thậm chí những người sống quốc gia đó người ta cũng chỉ biết ở khu vực đó thôi, chứ chưa hẳn người ta đã biết hết. Thế nhưng mà ít nhiều chúng ta tìm hiểu, chúng ta thông tin thì chúng ta cũng có thể biết được hôm nay là ở các nước nó diễn ra các sự kiện gì chẳng hạn, ví dụ thế, thì ít nhiều chúng ta vẫn nắm được các thông tin và chúng ta đưa ra được cái nhìn nhận của mình, chứ đâu phải tự dưng mà đất nước Việt Nam chúng ta được như ngày hôm nay đâu, đúng không ạ? Không phải là bằng cách là đi đi cãi nhau mà có đấy, mà cãi nhau không được là đấm nhau ở trên sóng truyền hình, đúng không ạ? Thì cái điều đó thì nó rất là rõ ràng. Thì qua cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì em có thêm một vài cái nhìn nhận, là những cảm ơn anh và mọi người đã quan tâm lắng nghe. Ok chưa? À, cảm ơn Trung rất là nhiều. Thì cũng lúc đầu thì hôm nay chắc cũng mở cái like ngắn thôi, rồi giao lưu với nhau, chia sẻ cái clip của Quang Lâm một tí. Thì trước khi xuống like thì thân Quang xin góp thêm vài ý. Thì cái này là ý cá nhân của thân Quang thôi nha. Thì giống như Trung nói, không ngẫu nhiên mà tổ chức Việt Tân bị liệt vào là một cái tổ chức khủng bố, đúng không? Bởi vì cái tiền sử trước đây của họ về nhà báo Đặng Phong thì chúng ta cũng đã nắm rõ rồi, chúng ta biết rồi đúng không? Và mới đây nhất cái hành động của Nguyễn Văn Đài, cái hành động của Nguyễn Văn Đài cho chúng ta thấy cái gì? Một kẻ khi đối thoại với một cá nhân thôi, bế tắc là sẵn sàng có hành động chấn áp bằng hành vi là đánh đối phương ngay. Nếu mà chúng ta nói dùng dùng cái từ gọi là Nguyễn Văn Đài khủng bố ông Ngô Kỷ á, thì nó đao to búa lớn quá, đúng không ạ? Nó đao to búa lớn quá. Nhưng mà xét về cái góc độ phạm vi nhỏ thì rõ ràng cái tính chất và cái bản chất là nó y chang. Có nghĩa rằng khi tôi trao đổi với anh là anh phải nghe tôi, còn anh không không nghe tôi là tôi tác động với anh, đến anh ngay. Đó là gì? Đó là bản chất của bọn khủng bố. Và chưa kể một cái tổ chức như Việt Tân sử dụng một cá nhân như Nguyễn Văn Đài như vậy thì chúng ta cũng thấy rõ luôn, họ cùng một tư tưởng, họ cùng một tư duy, họ cùng một bản chất với nhau thì họ mới hợp cả với nhau, họ đến với nhau được. Cho nên là với thực quan cho rằng là cá nhân nha, cá nhân Nguyễn Văn Đài thì rõ ràng là tới tới cái điều đó thì là quá thất bại rồi, và nó lột tả được quá rõ cái bản chất của Nguyễn Văn Đài nó ra sao. Một kẻ gọi là gắn cái mác, gọi là đấu tranh với cái danh là luật sư nhân quyền, thua như vậy là quá thua rồi. Rõ ràng cái mục đích của Việt Tân nó lớn hơn, mục đích của Việt Tân là lợi dụng sự kiện đó đưa Nguyễn Văn Đài qua để lôi kéo, nói chung là gọi là Việt Tân nó muốn thâu tóm, nó muốn thâu tóm toàn bộ cái hội cờ vàng và dưới trướng của Việt Tân, ý đồ á thâu tóm. Rõ ràng Việt Tân là họ 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 đi theo một cái họ xây dựng một cái lá cờ riêng mà, họ đâu có lấy cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đâu, nhưng mà họ vẫn giữ cái trên cái chiêu bài là người người của Việt Nam Cộng Hòa. Thì vậy ha mọi người ha, thì hôm nay thôi quan like ngắn vậy thôi, cũng khuya rồi, bên 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 Việt Nam thì cũng khuya rồi.
Thì xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã tham gia cái buổi live hôm nay, và xin hẹn gặp lại mọi người vào cái buổi live lần sau ạ. Xin chào tạm biệt, chúc mọi người ngủ ngon, bye bye.